Chương 1. Nền tảng của Bậc Thầy là con đường Khoảng thời gian là một người dành ra để tìm kiếm Bậc Thầy nên được xem là quan trọng, xứng đáng và thử thách nhất của hành trình. Vì vậy chúng ta không nên thiếu kiên nhẫn. Trên thực tế, việc tìm kiếm ấy cũng nên được xem như con đường. Chủ động bước vào mạng Đà La nếu bạn đang đọc cuốn sách này bởi vì bạn đang kiếm tìm một bậc thầy hoặc bạn đang có hứng thú với các bậc thầy thì khả năng cao bạn là một kẻ đang bước trên con đường điều đó chắc hẳn có nghĩa là bạn không hoàn hảo vì thế hãy luôn nhớ nghĩ rằng mọi quyết định bạn đưa ra là bạn đang đưa ra với tư cách của một chúng sinh không hoàn hảo chúng ta những chúng sinh không hoàn hảo hưởng lợi lạc từ những sự chỉ dẫn định dạng dấu vết và bản đồ Chúng ta cần những điểm tham chiếu để giúp chúng ta xác định điều gì làm nên một bậc thầy tốt và điều gì làm nên một bậc thầy xấu, điều gì làm nên một đệ tử tốt và điều gì làm nên một đệ tử xấu. Đối với những người chỉ mới bắt đầu, điều quan trọng là không được ngay lập tức quy phục bất kỳ một người nào mà bạn mới gặp như là bậc thầy. Với những người có chút tò mò về kim cương thừa, không nên nhảy ngay vào nhận quán đảnh mật thừa một khi bạn có ý thức thỉnh cầu nhận một quán đảnh và chủ động bước vào mạn đà la, thì người ban cho bạn quán đảnh đó đã trở thành đạo sư, bậc thầy kim cương của bạn. Bạn hoàn toàn có thể chờ đợi. Ngài Jamgon Kongtrun Londro Taye đã nói rằng nếu bạn mong mỏi gặp được một bậc thầy nhưng vẫn đang tìm kiếm thì luôn luôn có một vị thầy ở đó, chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vị thầy chung của tất cả chúng ta, hãy cầu nguyện tới Ngài rằng một bậc thầy hoặc những bậc thầy phù hợp sẽ xuất hiện để dẫn dắt bạn. Vị thầy bên ngoài không khác với Đức Phật. Trong Kim Cương Thừa, bậc thầy có ba khía cạnh. Bậc thầy bên ngoài, bậc thầy bên trong và bậc thầy bí mật. Điều quan trọng là bạn phải hiểu rõ những điều này trước khi bước vào con đường và sử dụng bậc thầy như một phương tiện để đạt đến tỉnh thức. Bậc thầy vĩ đại của dòng truyền thừa Sakia là con chóc Lundrup giải thích rằng, vị thầy bên ngoài là thân vật lý bạn có thể nhìn thấy và giao tiếp cùng, là người bạn có thể nhận được những giáo lý và hướng dẫn khẩu truyền và tượng trưng. Vị thầy bên ngoài thì không khác với Đức Phật. Vị thầy bên trong là bản tính của tâm bạn, nói cách khác, một tâm thức không nghĩ về điều gì mà chỉ đơn thuần nhận biết và hiện diện rõ ràng. Và vị thầy bí mật là tánh không của vạn pháp vị thầy bên trong và vị thầy bí mật không có sắc tướng họ không có danh vị hay chỗ ngồi họ không có hình tướng để khoác lên mình những tấm áo choàng theo kim tuyến họ không bị bó hẹp bởi tâm trạng thái độ hay văn hóa và đôi khi sự vắng mặt những đặc tính ấy lại tăng thêm giá trị của họ trong tâm thức chúng ta và chúng ta giữ họ ở vị thế cao hơn cả vị thầy thật những vị thầy bên ngoài là những thực thể luôn luôn phức tạp bởi vì họ có thể nhìn thấy và có thể yêu thương được. Họ có tâm trạng, thái độ và số điện thoại. Họ ít bí ẩn hơn vì họ ngáp và họ đi ngủ khi họ mệt, nhưng tất cả ba thị hiện của vị thầy này, bên ngoài, bên trong và bí mật đều có giá trị ngang nhau, không có thứ bậc chúng ta bắt đầu con đường kim cương thừa bằng các tưởng tượng hư cấu giả bộ thiền định về vị thầy bên ngoài như đức Phật. Nhờ sức tưởng tượng của chúng ta, chúng ta có thể nhìn thấy da của bậc thầy cũng bằng vàng, giống như da của đức Phật Thích Ca Mâu Ni hoặc màu xanh da trời như đức kim cương trì chúng ta có thể nhìn thấy thân của bậc thầy với những cánh tay mọc thêm như hình tướng của các vị bổn tôn mật tạng và giới tính của bậc thầy có thể hoán đổi từ nam sang nữ hoặc từ nữ sang nam sau một thời gian chúng ta bắt đầu nhìn nhận vị thầy sống động đang thở này là đức phật nhưng sự nhìn nhận này trái ngược với những gì bạn có thể nghĩ không nhất thiết có nghĩa là bậc thầy sẽ xuất hiện trên ngưỡng cửa nhà bạn với làn da nạm vàng hay nạm ngọc lưu ly li. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ không còn tương tác với vị thầy của mình như một chúng sinh bình phàm nhị nguyên mà bạn đã từng làm. Bạn sẽ nhìn nhận bậc thầy như thế nào? Lời giải thích truyền thống là sự tương tác đó với bậc thầy sẽ là một kinh nghiệm trực tiếp về hình tướng là tánh không và tánh không là hình tướng. Nó sẽ là sự hợp nhất giữa các trí, jhana và các thân, kaya lời giải thích này không quá xa vời khó hiểu hãy nghĩ đến cảm nhận của bạn về một người thay đổi như thế nào kể từ khi bạn gặp người đó từ khoảnh khắc bạn gặp họ là một người hoàn toàn xa lạ đến khi bạn yêu người ta rồi khi bạn trở thành người yêu của họ khi cảm nhận của bạn thay đổi trải nghiệm cũng thay đổi cho đến khi bạn tìm cách thực sự giải phóng bản thân từ cảm nhận hạn hẹp về bậc thầy, bạn cũng sẽ được giải phóng khỏi cảm nhận hạn chế về màu sắc và hình dạng. Sẽ không thể phân biệt được vàng với màu sắc của một miếng mút lau nhà. Một ngàn cánh tay sẽ không còn khiến bạn sững sờ hoặc ngăn cản bạn. Trên thực tế, mọi thứ trở nên gần như là kỳ quặc khi nghĩ rằng một con người hoàn hảo sẽ chỉ có hai cánh tay. Ở giai đoạn này, bạn ngừng lo lắng về tất cả những đặc tính này, kích thước, cân nặng, giới tính. Sự xuất hiện của chúng tan chảy đi, nó giống như món súp tầm ma. Một khi đã nấu lên, bạn sẽ không còn phải lo ngại về những sợi lông trên lá tầm ma nữa. Bậc thầy không phải là một chiếc cúp, và thế bậc thầy như Đức Phật cũng chưa phải là hồi kết. Chỉ bằng lòng với riêng điều đó sẽ là một sự mâu thuẫn trong lời dạy của Đức Phật chỉ tập trung vào đức Phật sẽ giống như tập trung vào một ngón tay chỉ lên mặt trăng thay vì nhìn thẳng trực tiếp vào mặt trăng khi bạn nhận ra tâm mình chính là Phật thì đó là chiến thắng sau cùng đó là khi bạn trở thành vị thầy của chính mình bạn không còn tìm kiếm rồi tìm thấy rồi sùng mộ đi theo hoặc vâng lời một người hoặc một vật nào đây chính là sự độc đáo vinh quang của kim cương thừa không nhận ra tâm mình là phật kim cương thừa sẽ chỉ là một con đường sai lạc hãy học những gì không thể dạy ngày xưa ở nước ấn độ cổ đại có một người cha đã nói với con trai đến học một vị thầy vĩ đại sống gần đó người con trai vâng lời và sau nhiều năm đã trở nên uyên bác như thầy của mình. Nhưng khi người con trai trở về nhà với cha mình, thay vì mở tiệc mừng, cậu lại được chào đón bằng sự thất vọng u ám. Người con trai không thể hiểu được tại sao cha mình lại không hài lòng về mình. Anh nói với cha rằng vị thầy của anh đã xác nhận ngài đã dạy anh tất cả những kiến thức ở trên đời này. Đó mới chính là vấn đề, Người cha nói, con đã học được tất cả những gì được dạy. Bây giờ con hãy quay lại và học tất cả những gì thầy không thể dạy cho con. Vì vậy, người con trai quay trở lại và bậc thầy rất vui lòng tiếp nhận anh. Bà Bình Bà Bình người Đài Loan, sở hữu mọi thứ bà có thể mong ước trong thế giới thế tục. Tủ quần áo của bà chật ních những bộ đồ thời trang thời thượng nhất vẫn còn nguyên mác giá Bà có thể đặt được bàn ăn có chỗ ngồi tốt nhất trong một nhà hàng sang trọng nhất ở Đài Bắc và giờ cao điểm nhất ở phút cuối cùng. Bà thậm chí không cần phải gọi và đợi người giữ đồ, bà chỉ cần nói thư ký của bà làm việc đó. Bà chưa từng sử dụng bất kỳ phương tiện giao thông công cộng nào kể từ khi sinh ra bởi vì luôn luôn có một chiếc xe với lái xe riêng sẵn sàng chờ bà. Trong một chừng mực nào đó, sự tiện nghi này đã lan tỏa sang thế giới tâm linh của bà, vì sự hào phóng và bảo trợ của mình bà không phải tìm kiếm các bậc thầy các bậc thầy tìm đến với bà bà thường được các vị lạt ma quan trọng gọi đến và bà có thể yêu cầu một buổi gặp mặt với các vị trưởng dòng chỉ bằng cách nhấc máy vào bất cứ lúc nào rảnh rỗi nhất bà cảm thấy vô cùng thỏa mãn vì cái tôi của bà luôn được ve vuốt theo mọi cách nhưng thật thú vị để nhận thấy rằng, bên cạnh rất nhiều phương cách hào nhoáng mà một người ở vị thế như bà có thể thỏa mãn cái tôi, bà lại chọn con đường tâm linh. Mặc dù nó có thể đau đớn, bà có sự pha trộn phức tạp của việc tìm kiếm sự hài lòng và thực tâm tìm cầu giải thoát. Bà đã nhận ra rằng đây là phương cách duy nhất có ý nghĩa để thực hành. Thật kỳ diệu là bà lại có được mong muốn chân thật này. Rất nhiều vị lạt ma đến thăm Đài Loan đã bị nuông chiều sau khi bà bình đặt một bàn ăn ở một nhà hàng sang trọng nhất cho họ họ có thể hủy hẹn với bà ngay phút cuối họ ở trong những căn hộ ở các khách sạn năm sao hàng tháng trời mỗi lần và không bao giờ nhìn hóa đơn bởi vì khả năng của bà trong thế giới thế tục bà chi trả mọi khoản bà hầu như muốn kể lể về chuyện đó bởi vì đây là vài việc hữu hình mà bà có thể làm chỉ là vấn đề tiền bạc nhưng có thể sẽ có rủi ro nếu một trong những vị lạt ma này nói với bà rằng con không thể ăn cua nữa bà phải duy trì cuộc sống xã hội của bà và không ăn cua nữa sẽ là một vấn đề những việc nhỏ như thế sẽ khiến bà hơi phiền một chút nhưng bà vẫn tiếp tục tìm kiếm con đường tâm linh gần đây bà bình đã cảm thấy mệt mỏi vì những yêu cầu từ các vị lạt ma bên ngoài này vì thế chủ đề ưa thích của bà hiện nay là các bậc thầy bên trong và bậc thầy bí mật bà cố gắng tìm mọi cách thoát khỏi sự phụ thuộc vào các bậc thầy bên ngoài thật đáng sợ khi có ai đó độc tài quản trị cuộc đời của bạn đặc biệt khi bạn lại là người quen độc tài quản trị đời sống của người khác bỗng nhiên có một vị người phàm này sai khiến bạn phải làm điều này điều kia thật là nghịch lý Bà Bình muốn tìm hiểu về bậc thầy bên trong, nhưng người duy nhất bà có thể tìm hiểu được về điều này lại là một bậc thầy bên ngoài. Nếu bà muốn xác nhận rằng bà đã kết nối thành công được với bậc thầy bên trong của mình thì người duy nhất có thể giúp bà xác nhận điều ấy phải là một bậc thầy bên ngoài. Chiếc cầu con người, nếu ý niệm về việc nhìn bậc thầy bên ngoài như Đức Phật là quá rộng lớn để có thể hiểu được, thì việc nhận ra vị thầy bên trong và vị thầy bí mật còn bao la hơn nữa. Ban đầu chúng ta chỉ có thể hình thành một ý tưởng mơ hồ về bất cứ khía cạnh nào trong ba khía cạnh này khi nói về bậc thầy ở tầm nhận thức lý trí. Để thực sự hiểu được bậc thầy bên trong và bậc thầy bí mật, chúng ta cần một chiếc cầu nối có thể bắt từ bờ bên này sang bờ bên kia từ bản thân chúng ta đến bậc thầy bên trong và bậc thầy bí mật của chúng ta chiếc cầu duy nhất là một người mà chúng ta có thể chạm tới và nhìn thấy người mà chúng ta có thể chia sẻ kinh nghiệm người mà chúng ta có thể tham khảo như một tấm gương người có sự quen thuộc và kiến thức để giới thiệu ta với vị thầy bên trong và vị thầy bí mật chiếc cầu duy nhất là bậc thầy bên ngoài mối quan hệ với một bậc thầy không bao giờ đơn giản chúng ta là những chúng sinh con người có thói quen hy vọng và sợ hãi mỗi chúng ta đều đóng khung lên mình những tính cách và văn hóa khác nhau ngay khi chúng ta bị bó buộc bởi những đặc trưng này chúng ta trở nên mê mờ và ngay khi chúng ta mê mờ mối quan hệ của chúng ta trở nên phức tạp qua tấm màn nhận thức mê lầm hàng ngày của bạn bậc thầy bên ngoài nhìn giống như một người bình phàm ngài có cùng khẩu vị với bạn về món pizza cá cơm, nhưng cũng uống cà phê đặc mà bạn không thích chút nào. Ngài tỏ ra cáu kỉnh khi bạn không hiểu vấn đề. Ngài là một con người, nhưng ngài không sinh ra cùng với nơi bạn sinh ra. Vì thế mà ngài đặc biệt và thú vị. Càng đặc biệt càng tốt, nhất là nếu bạn lại là một đệ tử ngây thơ, dễ bảo và dễ dàng bị ấn tượng với những sắc màu, hình dáng và chủng tộc điều tốt nhất là da của ngài nên có màu hoàn toàn khác và ngược lại, nếu ngài mà quá đặc biệt thì cũng không có tác dụng. Vượt ra khỏi con người, thật khó để chấp nhận bậc thầy đã là một vị đã vượt thoát khỏi con người, bởi vì bản thân những hành giả như chúng ta là những con người, có một phần trong chúng ta luôn luôn tìm kiếm sự tương đồng. Chúng ta mong muốn bậc thầy của mình có hình dáng giống như mình và cùng yêu thích những bản tình ca mà mình thích mặt khác chúng ta lại mong muốn các bậc thầy thật xuất chúng và tối thượng nhưng không quá xuất chúng hoặc quá tối cao nếu vị thầy mà có ba mắt chúng ta sẽ không biết làm thế nào với điều đó chúng ta mua những món quà cho bậc thầy và tưởng tượng ra ngài sẽ ngạc nhiên và hài lòng như thế nào khi nhận những món quà đó đồng thời chúng ta muốn bậc thầy của mình phải thông minh thấu thị nếu không muốn nói là toàn chi để ngài có thể biết trước là mình đã chuẩn bị món quà gì tâm thức của chúng ta vô cùng phức tạp như vậy bậc thầy cần phải phục vụ cả hai mục đích là một con người bình phàm mà ta có thể hiểu và cũng là một con người có đủ những kỹ năng đưa chúng ta vượt thoát khỏi trạng thái con người bậc thầy phải là người một nửa bình phàm một nửa siêu phàm đó là phần việc của bạn bạn sẽ không gặp khó khăn gì khi nhìn nhận bậc thầy như một chúng sinh bình phàm bởi vì điều đó đã có sẵn trong các thói quen của bạn nhưng bạn sẽ phải dụng công để biến người đó thành một người lai bằng cách nhìn nhận ngài như một người siêu phàm bạn phải thực hiện bất cứ việc gì có thể tự giáo dục bản thân tự tạo thói quen để nhìn nhận ngài như một bậc siêu phàm và điều quan trọng nhất, bạn phải có đủ công đức và năng lực để suy nghĩ như vậy. Đây là lý do tại sao chúng ta phải luyện tâm và thực hành bổn sư du già. Vượt thoát nhị nguyên Trong khi nhiều người mắc lỗi về mặt mong đợi quá nhiều từ một bậc thầy, giống như một chỗ dựa tình cảm và tư vấn liên tục trong đời sống thế tục, những người khác lại từ chối một vị thầy con người, cứ như thể là họ sợ phải liên hệ với một người đang sống, họ nói những điều như tôi là bậc thầy của chính tôi sử dụng một cái cớ nghe rất có giáo dục và thuận tiện rằng mọi thứ kể cả bậc thầy đều là bản tánh của tâm nhưng sau một vài câu hỏi mọi thứ trở nên rõ ràng rằng họ không hề có dù một chút hiểu biết mơ hồ bản tánh của tâm có nghĩa là gì tôi đã gặp rất nhiều người châu âu trung niên cảm thấy không hài lòng với các tôn giáo khởi nguồn từ abraham do thái giáo thiên chúa giáo và hồi giáo những tôn giáo coi chúa trời là đấng tối cao để ngưỡng vọng thờ phụng mà họ được giáo dưỡng từ nhỏ tại một vài điểm trên con đường một số người châu âu đã tìm cách nổi loạn có thể khi họ còn ở tuổi vị thành niên trong thời hậu thế chiến thứ hai một số người nổi loạn này đã cảm thấy hứng thú với giáo lý của đạo phật họ được gợi cảm hứng với những khái niệm như mọi thứ đều là tâm bạn là bậc thầy của chính mình và họ vẫn còn hứng khởi như vậy cho đến tận ngày hôm nay những niềm tin này đồng điệu với bản tính nổi loạn của họ và xác nhận sự bực tức của họ về một tôn giáo có tổ chức về mặt lý trí những người đang tìm cầu phật pháp này và đã từng theo tôn giáo khởi nguồn từ abraham trước kia không còn tin vào tội lỗi nguyên thủy nhưng bởi vì sự giáo dưỡng từ nhỏ của họ thói quen về cảm giác tội lỗi nếu phạm phải điều cấm vẫn còn mạnh mẽ kiểu người như thế này có xu hướng nhiệt tình quá mức khi phất lên ngọn cờ về bậc thầy bên trong và bậc thầy bí mật thái độ này rằng chỉ cần bậc thầy bên trong là đủ thường được chấp nhận bởi những người có xu hướng trí tuệ hơi hư vô hoặc những người sinh ra trong những gia đình rất quyền thế thành đạt và cảm thấy bực bội với ý nghĩ rằng lại có thêm một người quyền lực nữa thở trên đầu của họ lại có những người thích được người khác dẫn dắt ngay cả trong những vấn đề thế tục họ không tin tưởng vào đánh giá của bản thân họ hoặc giọng nói bên trong của họ họ hiếm khi đi chợ mà không có đầy một rổ nghi ngờ họ cũng có xu hướng hơi lười biếng hỏi xin bậc thầy lời khuyên về bất kỳ vấn đề nhỏ nào nảy sinh trong tâm trí họ kiểu người này phải học cách tin tưởng vào bản thân họ và dần dần ít phụ thuộc hơn vào vị thầy bên ngoài. Họ có thể phát hiện ra rằng khi họ tin tưởng nhiều hơn vào vị thầy bên trong và vị thầy bí mật thì họ lại nương tựa và yêu thương vị thầy bên ngoài nhiều hơn. Cuối cùng, câu hỏi liệu một bậc thầy bên trong có đủ cho bạn hay không sẽ không còn thích đáng nếu mục đích tâm linh của bạn là đạt được giác ngộ nhưng có một cách dễ hơn để trả lời câu hỏi này nếu bạn có thể vượt qua bất kỳ hoàn cảnh nào thì bạn có thể không cần đến một vị thầy bên ngoài bởi vì khi đó tất cả những hình tướng và trải nghiệm đều đã khởi sinh như bậc thầy mặt khác nếu một hành giả không thể kiểm soát được các hoàn cảnh và tình huống thì tất cả các bài tập rèn luyện tâm thức đều cần thiết do đó họ cần được dẫn dắt cần được đẩy đi cần được nhồi nhét để tìm hiểu xem bạn có phải là người bị kiểm soát bởi các hoàn cảnh và tình huống hay không có vô vàn cách để thử chẳng hạn như nhịn một bữa ăn trưa nếu bạn là một người đàn ông hãy thử mặc một chiếc áo nịt ngực và đi vòng vòng quanh một đám đông nếu bạn là một phụ nữ hãy đi đến một bữa tiệc sang trọng với đôi dép đi trong phòng ngủ nếu bạn đã kết hôn hãy xem bạn có thể chịu đựng được khi ai đó xoa mông chồng vợ bạn hay không hãy xem bạn có bị trao đảo bởi những lời khen ngợi hay phê bình khi bị lờ đi hoặc được tắm trong sự quan tâm chú ý hay không nếu bạn thấy khó chịu xấu hổ hoặc bực bội thì khả năng cao là bạn vẫn ở trong vòng kiểm soát của các điều kiện hoàn cảnh mang tính thói quen và văn hóa bạn vẫn là một nạn nhân của nguyên nhân và điều kiện khi một người bạn yêu thương mất đi hoặc cuộc sống mà bạn đang xây dựng bỗng dưng sụp đổ rất có thể rằng sự hiểu biết về bậc thầy bên trong và bậc thầy bí mật của bạn sẽ không giúp bạn làm dịu nỗi đau và sự hiểu biết của bạn về hình tướng là tánh không và tánh không là hình tướng cũng sẽ không làm bạn an dịu trong trường hợp này bạn cần phải đưa vào một nguyên nhân để cân bằng lại với các điều kiện này bởi vì sự hiểu biết của bạn về bậc thầy bên trong và bậc thầy bí mật chỉ ở mức lý trí nên bạn không thể gọi đến họ đây chính là lúc một vị thầy bên ngoài bằng xương bằng thịt có thể kết nối được là cần thiết cho bạn. Khi bạn còn ở trong một cảnh giới mà việc tồn tại những người bạn và người yêu bên ngoài là cần thiết, khi bạn còn bị làm phiền bởi những chướng ngại ở bên ngoài như đam mê và phán xét đạo đức, bạn vẫn cần đến một bậc thầy. Về cơ bản khi bạn còn một tâm thức nhị nguyên, đừng lừa dối bản thân mình bằng cách nghĩ rằng một vị thầy bên trong là đủ khi bạn đạt đến một điểm mà bạn có thể thực sự kết nối giao tiếp với vị thầy bên trong của bạn bạn sẽ còn rất ít hoặc không còn tư tưởng nhị nguyên nữa bạn sẽ không còn bị đẩy lùi hoặc hấp dẫn bởi một vị thầy bên ngoài nữa do vậy vị thầy bên ngoài là cần thiết cho đến khi ít nhất có được dấu hiệu về vị thầy bên trong và vị thầy bí mật khi bạn nhận ra vị thầy bên trong và bí mật bạn thậm chí không thể tìm thấy một vị thầy bên ngoài nào nữa bà bình sẽ không còn phải đặt phòng cho bất kỳ vị lạt ma nào nữa nhưng bà sẽ không thất vọng nương tựa vào giáo pháp chứ không phải bậc thầy đức phật đã nói với ananda hãy nương tựa vào giáo pháp chứ không phải bậc thầy hãy nương tựa vào ý nghĩa của pháp chứ không phải ngôn từ hãy nương tựa vào ý nghĩa tối hậu chứ không phải ý nghĩa tạm thời hãy nương tựa vào trí tuệ không phải khái niệm chứ không phải trí thức đơn thuần. Như vậy, chúng ta thích bước vào giáo pháp và tiếp tục theo đuổi giáo pháp bởi vì chúng ta biết được rằng chính giáo pháp là nơi có thể nương tựa. Chúng ta được gợi cảm hứng từ giáo lý, chứ không phải từ bậc thầy. Chúng ta bị hấp dẫn bởi sự thật, chứ không phải người đưa tin về sự thật. Bạn có thể hỏi, những điều này sao có thể phù hợp với quan điểm kim cương thừa, rằng bậc thầy là cần thiết? Câu trả lời cần được lặp đi lặp lại. Trong kim cương thừa, bạn chuyển hóa bậc thầy thành điều gì đó hơn là một con người. Bậc thầy là con đường. Điều gì dẫn dắt bạn vào con đường học Pháp? Cách mà mỗi người đến với con đường học Pháp rất khác biệt. Ngày xưa có một gã xã hội đen trẻ tuổi, tên là Sangyang Gatso. Các bạn đừng nhầm với Ngài Đạt La Lạt Ma đời thứ sáu gã này đã đi ăn trộm một bầy ngựa của một nhà buôn. bởi vì gã là trẻ nhất trong bọn, việc của gã là lùa lũ ngựa lên một ngọn đồi dốc. một trong những con ngựa đang chửa và không thể bước đi. tang giang Gatso quá bực đã đâm con ngựa một nhát dao vào bụng và chú ngựa con chui ra từ bụng mẹ. khi ngựa mẹ hấp hối, nó vẫn tiếp tục chăm sóc con nó bằng những hơi thở cuối cùng, liếm sạch và ấp ủ ngựa con. Sự biểu hiện tình mẫu tử của ngựa mẹ dành cho ngựa con đã phát khởi niềm ân hận mạnh mẽ trong gã ăn trộm. Nhiều cảm xúc đến nỗi gã bẻ gãy con dao, ném khẩu súng đi và trở thành một đệ tử của ngài Nangchen Soki Rinpoche vĩ đại. Ngài Nangchen Soki Rinpoche sinh ra trong một gia đình giàu có ở Tây Tạng. Nhưng gia đình ngài đã có một thói quen xấu là chơi cờ bạc và mất sạch mọi thứ trong cơn tuyệt vọng họ bắt đầu dính líu vào những vụ cướp móc túi nhỏ cuối cùng họ bị bắt và cả gia đình bao gồm cả nang chen choki bị đưa vào tù rồi bị bỏ đói sự tuột dốc của gia đình ngài từ một gia tộc giàu có nhất trở thành một nhóm ăn cắp vặt đã cho ngài một hiểu biết sâu sắc về sự vô thường của cuộc đời trong khi bị giam cầm, Ngài đã chứng kiến và trải qua những đau khổ sâu sắc. Những trải nghiệm này đã dẫn dắt Ngài đến với con đường trở thành một hành giả vĩ đại và một bậc thầy vĩ đại. Gần đây hơn nữa, vào năm 2015, có một video của Ngài Sogyang Rinpoche nhảy cùng học trò bị phát tán trên mạng và ngay lập tức tạo ra một cơn sốt. Đó là một hiện tượng thú vị để quan sát. Có người nghĩ rằng ngài thật đáng yêu và béo tròn, nhưng có người lại nghĩ rằng trông ngài thật ngốc nghếch. Có người cho rằng video này hoàn toàn là một sự hổ thẹn đối với Phật pháp, nhưng một bạn trẻ người Đài Loan đã xem video này trên YouTube và nghĩ, những Phật tử nhảy trong chùa mới đẹp làm sao? Và từ đó quy y Tam Bảo. Rõ ràng là trong mọi hoàn cảnh, điều kiện tình huống sự kết nối sẽ dẫn dắt mọi người đến với giáo pháp công đức và nghiệp trên con đường kim cương thừa thử thách nhiều gấp hai lần một thử thách là kim cương thừa vô cùng rộng lớn và sâu sắc con đường sâu sắc của phật pháp với vô vàn cuốn kinh văn vô lượng kinh sách những chủ đề phức tạp như bát nhã ba la mật đa trung quán tông và lượng thích luận cùng tất cả những tranh biện của các triết gia ấn độ cổ đại mất hàng năm trời để phân loại để có được một chút hiểu biết mơ hồ về những điều này đệ tử phải học hành vô cùng cần mẫn chỉ thông qua nghe giảng thiền định và quán tưởng thì có thể hiểu được một chút bên ngoài của những giáo lý này một thử thách khác ám ảnh hơn là con đường đơn giản và trần trụi vô cùng giáo lý tinh túy của đức phật bản tánh của tâm rất khó hiểu không chỉ bởi vì nó phức tạp mà còn bởi vì nó trần trụi không thể chịu nổi một phương pháp chung để giải mã sự thật là học qua các bài bình giảng phân tích tranh biện và nghiên cứu nhưng chúng ta càng cố gắng giải mã sự đơn giản này thông qua các nghiên cứu học thuật và phân tích lý trí thì chúng ta càng bị lạc lối, chệch đường hoặc tệ hơn nữa, chúng ta sẽ kết luận với những khái niệm rất thuyết phục khiến chúng ta hiểu sai tính giản dị của vấn đề. Do vậy, mỗi đệ tử đều phải chăm chỉ cần mẫn để tích lũy công đức tích lũy công đức là phương cách duy nhất để gieo trồng niềm tin và sự đơn giản nhưng rất nhiều người trong số chúng ta trước hết phải thuyết phục bản thân mình rằng tích lũy công đức thực sự có hiệu quả chúng ta phải nhớ nghĩ rằng mục đích không chỉ là hiểu được sự đơn giản của vấn đề còn xa lắm một bậc thầy tốt sẽ chế nhạo một hành giả thích phô bày sự hiểu biết tinh vi nhất một hành giả không nên thỏa mãn với chỉ sự hiểu biết một hành giả phải ước nguyện trải nghiệm sự thật, nhưng một bậc thầy dũng cảm sẽ thậm chí xem thường những trải nghiệm đáng giá của một hành giả. Một hành giả tối cao nhất sẽ không dừng lại cho đến khi anh ta chứng ngộ được sự thật. Chứng ngộ khác với hiểu biết và trải nghiệm như thế nào? Để biết được câu trả lời, bạn cần một người hướng dẫn, một bậc thầy. Cuối cùng thì bạn và chỉ bạn mới quyết định ai là người có thể dẫn dắt bạn ai có thể giúp bạn giác ngộ ai có thể điều phục được cảm xúc của bạn ai có thể cắt giảm sự ích kỷ cá nhân của bạn ai có thể khích lệ những phẩm tánh giác ngộ của bạn tăng trưởng vì thế các điều kiện ra quyết định của bạn cần phải được rõ ràng và sắc bén nếu bạn tự chuẩn bị làm bén nhọn những kỹ năng phân biệt của mình sẽ có ý nghĩa trong tất cả những công cụ mà một người trên con đường có thể sử dụng để ra quyết định trí tuệ Yeshe và công đức Sonam nam là hai thứ hữu hình nhất. Và như sư tổ Long Chenpa đã nói, trong hai điều này, việc tích lũy công đức là mạnh mẽ nhất, ít nhất ở giai đoạn ban đầu, bởi vì đó là điều học được dễ dàng, có những công việc cụ thể bạn có thể làm và công đức tăng trưởng tạo ra sức mạnh cho năng lực đánh giá cá nhân của bạn, kiến thức và sự phân tích chỉ có thể làm được nhiều đến thế. Chắc chắn bạn phải phân tích một vị thầy trước khi nhận ngài là bậc thầy của bạn và bạn nên nghiên cứu con đường trước khi bạn đi vào. Nhưng trên tất cả, một sự kết nối tâm linh phải hiện hữu. Nếu bạn không có kết nối thì mối quan hệ đạo sư đệ tử không thể tồn tại. Đó không phải là điều bạn có thể cưỡng ép, nghiên cứu, chăm chỉ, tham dự các bài giảng và ghi chép cẩn thận nhưng sự kết nối với giáo pháp và đặc biệt nếu bạn muốn trở thành một hành giả mật thừa thì sự kết nối với một bậc đạo sư tâm linh không nhất thiết được tạo ra thông qua sự học hành miệt mài và chính quy. Bạn không thể học hành có phương pháp mà tạo ra một kết nối về nghiệp được. Thế giới của sự kết nối rất phức tạp. Khi bạn nhìn thấy một nhóm khách du lịch nhà giàu mới nổi người Nga vác những chiếc máy ảnh bước ra khỏi khách sạn 5 sao ở Kathmandu sẵn sàng đặt mua những gói dịch vụ du lịch đi thăm Baudanat và Swaibu. Ta hãy cược chắc chắn rằng họ không hề có một giọt sùng mộ nào dành cho Đức Phật. Với tất cả những gì bạn biết, họ là những tín đồ thiên chúa giáo chính thống người Nga. Nhưng bởi vì rất nhiều nguyên nhân và điều kiện, họ đã thực hiện chuyến đi này đến Nepal và chuẩn bị đi theo người hướng dẫn viên du lịch nhiễu bảo tháp Baudanat. Dọc đường họ tình cờ nhìn thấy những bức tranh thanh ca và đức Phật, thậm chí có thể gặp ngay một vị hành giả vĩ đại trong một ngõ nhỏ. Chỉ riêng điều này cũng có thể gieo trồng những hạt giống kết nối mà sẽ trổ thành quả sau 500 năm nữa. Sự kết nối trở nên mạnh mẽ hơn nếu vị khách du lịch Nga kia tình cờ lại khởi sinh một cảm xúc tốt đẹp trong trái tim khi anh ta nhìn thấy đôi mắt vĩ đại trên bảo tháp nát không chỉ trầm trồ về sự kỳ lạ mà một cảm giác bình an và thanh thản thuần tịnh. Có thể anh ta sẽ có cảm hứng mua một cuốn sách để đọc về một người có tên là Cổ Đàm, Gotama, từ cách đây 2.500 năm. Những quyết định như vậy củng cố thêm kết nối về nghiệp. Mọi việc trở nên tốt đẹp hơn. Nữa, nếu một vị Bồ Tát hoặc một hành giả tình cờ ngồi gần đó cầu nguyện nguyện tất cả hữu tình chúng sinh đều có kết nối với giáo pháp. Những ước nguyện như vậy sẽ chắc chắn giúp làm chín mùi kết nối nghiệp của vị du khách người nga kia. Đây là lý do tại sao các hành giả luôn được khích lệ chỉ tụng những lời cầu nguyện như vậy. Bạn tìm kiếm điều gì? trước khi bắt đầu con đường tìm kiếm một bậc thầy cho chính bạn ý định của bạn phải thật rõ ràng như với bất kỳ việc gì động cơ là điều quan trọng bậc nhất tại sao bạn lại muốn có một bậc thầy tối thiểu nhất nhu cầu tìm kiếm một bậc thầy phải được khởi lên từ sự rút lui khỏi đời sống thế tục nếu không phải là sự rút lui thì ít nhất cần có một số hiểu biết rằng thành công trong đời sống thế tục không phải là câu trả lời tối thượng một bước khởi lên từ động cơ đó chính là sự tự tin chân thực và sự hấp dẫn bởi một đời sống tâm linh cùng với một ham muốn thấu hiểu sự thật và thậm chí tốt hơn nữa là một thái độ của một chiến binh mong muốn hiểu được sự thật không chỉ cho chính bản thân mình mà còn vì lợi lạc của tất thầy hữu tình chúng sinh với một hành trình vĩ đại như vậy bạn muốn có một người dẫn đường một huấn luyện viên một người sẽ chỉ cho bạn biết cách một người sẽ cho bạn sự hỗ trợ người sẽ sửa chữa bạn, người sẽ giật tấm thảm dưới chân bạn và người sẽ không để bạn bị lạc lối. Đó là một động cơ lý tưởng, điều sẽ ngay lập tức cho bạn một cảm giác về kiểu bậc thầy mà bạn mong muốn kiếm tìm. Một bậc thầy tốt sẽ phân tích xem động cơ của đệ tử có thực sự là giác ngộ hay không, và ngược lại, đệ tử phải phân tích xem bậc thầy có thực sự quan tâm đến động cơ đạt được giác ngộ của học trò mình không khi bậc thầy kiểm tra động cơ của học trò họ có thể tìm thấy những thứ khác bên cạnh động cơ đạt được giác ngộ một vài động cơ khác nữa điều đó cũng tốt nhưng động cơ đạt được giác ngộ phải là quan trọng nhất tuy nhiên sự ưu tiên luôn thay đổi nhiều người bị hấp dẫn bởi trí tuệ của đức phật bởi quan kiến bởi triết lý phật giáo chứ họ không được khơi nguồn cảm hứng bởi những vị thầy phật giáo những bậc đạo sư và một số vấn đề cá nhân khác lúc nào cũng vậy các bậc thầy phật giáo đều là con người điều mà không nhất thiết hấp dẫn những chúng sinh con người khác đang tìm kiếm nguồn cảm hứng một số người bị hấp dẫn bởi trí tuệ của đức phật nhưng lại lưỡng lự bởi những hình ảnh phương pháp thực hành cùng các công cụ một số nghĩ rằng các hình ảnh của các vị bổn tôn mật thừa là trái đạo đức những người khác thì bị đẩy lùi bởi các hình ảnh các vị tăng nhìn vô cùng thanh tịnh bởi họ quá đạo đức họ nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ thanh tịnh được như vậy nhiều người bị hấp dẫn với hình ảnh những người ngồi thẳng lưng trên những chiếc đệm thiền những người khác cảm thấy e ngại với những chuỗi tràng hạt ngay cả khi bạn không thể có một bức tranh rõ ràng trong tâm trí bạn có thể tưởng tượng ra con đường tâm linh lý tưởng của mình với vị thầy tâm linh nhìn như thế nào một bậc thầy mật thừa một bậc thầy đại thừa hay chỉ là một người hướng dẫn tâm linh và là một hành giả tâm linh kiểu mẫu có ý nghĩa như thế nào đối với bạn bạn có lẽ có một vài thần tượng bạn có phải là kiểu người có thể được gợi cảm hứng khi bạn nhìn thấy một hành giả có kỷ luật thực hành sự đơn giản hoặc bạn có phải là người có tâm thức đủ khoáng đạt để không bị bối rối bởi sự thị hiện quá mức hào nhoáng lòe loẹ loẹt của một bậc thầy bạn có cảm thấy ổn với một bậc thầy thị hiện gu khác biệt mặc vest armani răng bọc vàng đeo đồng hồ rolex và khoe khoang rất nhiều đồ điện tử bạn có muốn bậc thầy của bạn vượt ra khỏi nhóm đó không một hình mẫu lý tưởng nếu thực tế rằng một bậc thầy hẹn hò yêu đương có thể sẽ khiến bạn phân tâm, rời bỏ con đường, thì bạn nên tránh gặp những bậc thầy đang hẹn hò. Dù kết hôn hay độc thân, kiêng tình dục hay không, cách mà bậc thầy liên hệ với bạn và cách mà bạn liên hệ với bậc thầy thực sự tùy thuộc vào sở nguyện của bạn. Có thể bạn chỉ muốn ai đó vui vẻ trả lời tất cả những câu hỏi của bạn. Nhiều giáo sư đại học có thể làm được việc đó, trên thực tế, họ giỏi hơn nhiều trong việc đưa ra những dữ liệu lịch sử và bảo vệ những dữ liệu ấy bằng cách tham khảo ở mục phụ chú. Và nếu bạn theo họ, bạn sẽ không phải vác thêm một bao tải những yêu cầu cần phải giữ thệ nguyện của mình. Vì thế, ngay từ giây phút đầu tiên, những người tìm kiếm phải biết ở trong tâm mình muốn gì từ bậc thầy nếu bạn có một nguyên tắc nào đó và bạn nghĩ rằng thật không phù hợp khi một bậc thầy sống trong chữ xa hoa, thì bạn cần phải chú ý đến điểm đó. Có lý do để Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chọn tiếp xúc với chúng sinh bằng phương pháp đi bộ chân trần với một chiếc bát khất thực. Sự khổ hạnh, sống một cuộc đời giản dị, đây là những phương pháp an toàn nhưng không chắc chắn trong khoảng thời gian nào đó bạn có thể sử dụng cách thị hiện này như một cái nạng để chống đỡ bạn có thể được tạo cảm hứng bởi sự kiêng nhịn và đạo đức thanh tịnh bạn có thể ngưỡng vọng ai đó không làm những điều tầm thường mà bạn hay làm đặc biệt đối với những hành giả sơ cơ lựa chọn một bậc thầy là người đã thọ giới tăng hoặc ni thường là một sự lựa chọn an toàn với ít rủi ro nhất nhưng bạn có chắc chắn rằng hình mẫu của bạn phải là một khất sĩ khổ hạnh mặc một bộ áo vải đơn giản với chuỗi tràng hạt khiêm tốn có thể cầm trên tay một chiếc bát khất thực nữa bạn là kiểu người gì thật khó mà giao tiếp với một vị khất sĩ nếu bản thân bạn không phải là khất sĩ mèo có thể giao tiếp với mèo nhưng mèo không thể giao tiếp với cá vì vậy nếu bạn là vợ của george soros và bậc thầy của bạn lại là mirarepa thì có một khoảng cách rất lớn trong giao tiếp bạn có thể ngưỡng mộ milarepa ồ một vị khất sĩ vĩ đại sống trên núi cao nhưng chỉ thế thôi điều đó không giúp bạn đạt được giác ngộ tình huống giống như việc trưng một bức ảnh của mahatma gandhi trong nhà của một kẻ sát nhân và nếu bạn có một bậc thầy kiêng tình dục người sẽ dẫn dắt bạn đi an toàn từ điểm a tới điểm z nhưng đột nhiên tại điểm y lại trở nên không thể kiêng nhịn được nữa thì bạn sẽ làm gì nếu bạn nhận ra rằng người này có thể làm cái việc đó liệu bạn sẽ rời bỏ ngài chỉ vì ngài đã đổi thay có thể quyết định của ngài về việc không kiêng nhịn nữa lại là một phương tiện thiện xảo cần thiết để giật tấm thảm dưới chân bạn điểm yếu ở bậc thầy của bạn có thể làm cho bạn buồn phiền và tạo ra những nghi ngờ, nhưng chính cái lý do khiến cho bạn vỡ mộng đó có thể lại là lý do mà ngài đã tạo cảm hứng cho bạn. Có thể bạn nghĩ rằng bậc thầy nên giống như một tập thơ mà bạn đọc để lấy cảm hứng. Nó tạo cảm hứng cho bạn nghĩ về những vị ẩn cư thực hành trong những hang sâu trên dãy núi Himalaya ngay cả khi bạn là một sự thị hiện hoàn toàn đối lập với điều đó bạn hy vọng rằng bạn không bao giờ phải ngủ trong hang lạnh chứa đầy rơi nếu chuyện xảy ra như vậy thì có thể bạn không phải là một đệ tử có thể bạn chỉ là một kẻ lãng mạn nếu bậc thầy khổ hạnh đang sống an bình trong hang đá lại hạnh phúc rũ bỏ mọi thứ để trở thành giám đốc của ngân hàng thế giới liệu bạn còn giữ được cảm hứng tu tập với ngài nếu ngài làm thế theo yêu cầu của vị thầy của ngài thì đó sẽ là một chỉ dấu rằng ngài là một đệ tử hoàn hảo thực tế hình ảnh mà bậc thầy phản chiếu không quá quan trọng bạn không thể ra những quyết định hữu hạn dựa trên trạng huống dường như khổ hạnh hoặc thiếu khổ hạnh của bậc thầy một bậc thầy giàu có đến bốc mùi cũng có thể cho bạn những gì bạn cần sự giác ngộ một người sống trong xa hoa một người rất kỹ tính yêu cầu miếng thịt nào phải được phục vụ có thể lại là người tốt nhất giúp được bạn việc đó những gì mà người đó trân trọng quan kiến của ngài cách ngài tiếp cận quan kiến ấy cách ngài không bị mắc kẹt bởi những nhiễu loạn đối nghịch với quan kiến của ngài đây chính là những gì bạn cần học theo đây chính là hình mẫu lý tưởng của bạn đây là những phẩm tánh bạn nên bị hấp dẫn bạn có đặc biệt bị hấp dẫn bởi một bậc thầy chỉ vì ngài giàu có vinh quang đẹp đẽ thân thiện dễ gần những điều này không phải là những lý do lý tưởng để lựa chọn một bậc thầy nhưng đồng thời chúng cũng không nên bị chối bỏ ngay bởi vì trong rất nhiều trường hợp những thứ bên ngoài này có thể giúp kích hoạt con đường tâm linh của bạn mục đích chính của việc học hành nghe giảng quán chiếu đọc sách và nhận giáo lý có thể là để bạn xem xét bản thân mình một cách thông minh nhất là một chúng sinh không hoàn hảo chúng ta không thể luôn luôn tin tưởng vào tâm thức và sự nhận xét của chính mình chúng ta không thể luôn luôn phán xét tại sao chúng ta lại làm việc chúng ta đang làm nhưng quán chiếu về động cơ tìm kiếm một bậc thầy thậm chí một chút xíu thì cũng không tổn hại gì trên thực tế, điều đó có thể giúp bạn tiến xa trong việc đặt nền tảng cho hành trình dài và rủi ro của mối quan hệ bậc thầy đệ tử. Truy vấn động cơ và mục đích của bạn có thể không hoàn toàn cứu bạn khỏi lạc lối, nhưng nó là một biện pháp tốt. Đức Phật đeo lại trang sức Bạn không hề thấy bức bích họa nào vẽ thánh Francis thành Assisi chơi bài roulette. Thật là một sự xúc phạm với học trò của thánh. Tương tự như vậy, khi các Phật tử Phật giáo Nguyên Thủy thấy Đức Phật Khang tại Lhasa đội vương miện, đây là một điều không thể chấp nhận được với họ. Trong tâm thức của họ, một trong những điều vĩ đại mà Đức Phật đã làm là Ngài đã chối bỏ tất cả sự thoải mái, điện nghi và giàu có ở vương quốc của Ngài. Nhưng ngay tại ngôi đền linh thiêng nhất ở Lhasa, Đức Phật dường như đã đeo lại nhẫn, vòng và đồ trang sức của Ngài lòng sùng mộ đối với bậc thầy. Chúng ta thường nghe rằng mật thừa là dành cho những đệ tử có căn cơ cao. Điều này không nhất thiết có nghĩa rằng bạn phải có chỉ số IQ cao để thực hành. Những căn cơ cao này không liên quan đến việc bạn có bao nhiêu tấm bằng hoặc bạn có thể đếm được sao hay không, hay bạn có thể chơi được trò Rubik hay không. Trong kim cương thừa, căn cơ cao nhất là lòng sùng mộ lắng nghe quán chiếu nghiên cứu phân tích là những phương pháp phổ biến đối với người kiếm tìm sự thật nhưng cuối cùng sự thấu hiểu thực sự về tánh không chỉ có thể phát khởi khi tâm thức của bạn thoát khỏi những điểm tham chiếu những đặc trưng văn hóa những giá trị gánh nặng của logic những phép biện chứng tư duy phỏng đoán chủ nghĩa duy lý và những giả thuyết điều này được gọi là lòng sùng mộ trong tất cả những căn cơ cao nhất có thể, lòng sùng mộ là tối hảo. Hai phương pháp tối hảo, thực tế và thực tế hơn nữa. Kim Cương Thừa giới thiệu hai phương pháp tối hảo để tích lũy công đức, phát khởi tâm từ bi hướng đến tất cả hữu tình chúng sinh và phát khởi lòng sùng mộ hướng đến đạo sư. Chúng ta có thể luôn luôn tích lũy công đức qua việc tôn kính Đức Phật, nhưng đối với những người mới bắt đầu điều này có thể là một khái niệm quá trừu tượng chúng ta chưa từng nhìn thấy đức phật và chúng ta chưa từng được gặp những người mà đã gặp ngài ngài chỉ thuần túy trong trí tưởng tượng của chúng ta bậc thầy mà bạn gặp được mặt khác đã từng xuất hiện trước mặt bạn trong khả năng của bạn và bạn có thể giao tiếp được với ngài bạn có thể nghĩ về ngài như một vị phật không hẳn là đức phật thích ca nhưng là vị phật của bạn nếu đó là những gì mà công đức của bạn có thể thực hiện. Ngay khi khả năng của bạn trở nên hiệu dụng hơn, hình ảnh bậc thầy của bạn sẽ trở nên tối thượng hơn. Do đó, bậc thầy là đối tượng hoàn hảo để từ đó bạn tích lũy công đức. Với bậc thầy, bạn có mối liên hệ cá nhân, một mối quan hệ cá nhân thực sự. Bạn có thể thực sự tương tác giao tiếp với ngài. Trong mật điển, giáo lý dạy lập đi lập lại rằng tôn kính dù chỉ một cọng lông trên thân thể bậc thầy của bạn cũng tích lũy nhiều công đức hơn là cúng dường đến hàng ngàn hàng ngàn vị phật đối với nhiều người trong số chúng ta phát khởi lòng từ bi đến tất cả chúng sinh là một điều gì đó thật trừu tượng lòng sùng mộ hướng đến đạo sư còn cảm giác thực tế hơn và khả thi hơn ngay cả khi chúng ta cố gắng tạo ra một ý tưởng mơ hồ về tất cả chúng sinh có nghĩa thế nào, chúng ta có thể duy trì tâm từ bi cho họ trong vòng một hoặc hai ngày. Nhưng thật khó để duy trì lòng từ bi cho tất cả chúng sinh mọi lúc mọi nơi. Lòng sùng mộ đến đạo sư, người mà chúng ta đã lựa chọn cho bản thân mình thì thực tế hơn nhiều. Tâm từ bi của chúng ta dành cho tất cả hữu tình chúng sinh luôn luôn bị suy chuyển bởi sự thiên vị hoặc phóng chiếu. Tuy nhiên, lòng sùng mộ dành cho đạo sư lại rất riêng tư và ít trừu tượng hơn nhiều. Nó có thể bắt đầu từ sự ngưỡng mộ, kính sợ, vâng lời và truyền cảm hứng, mặc dù những điều này có thể xuất hiện một cách rời rạc. Bậc thầy không tìm kiếm lòng sùng mộ Hầu hết các đệ tử Kim Cương Thừa đều được thuyết phục rằng họ dành cho bậc thầy của họ lòng sùng mộ vô hạn nhưng trên thực tế những gì họ cảm thấy lại giống như là ngưỡng mộ nhiều hơn tương tự như cách họ có thể ngưỡng mộ một ứng viên chính trị gia những người có tiêu chuẩn đạo đức và phong cách thuyết phục được họ cảm giác ngưỡng mộ như vậy không những không phải lòng sùng mộ mà còn khá nguy hiểm nếu một chính trị gia bỏ qua nhu cầu của bạn hoặc làm điều gì đó khá là không lành mạnh dù chỉ một lần thì nhiều khả năng lần sau bạn sẽ không bầu cho ông ta nữa tương tự như vậy nếu một bậc thầy có giây phút nào đó ngừng chấn an bạn bạn sẽ có thể muốn đổi bậc thầy sự hay thay đổi này là thứ khiến các chính trị gia phải liên tục thực hiện những chuyến vận động bầu cử cố gắng chứng minh giá trị của họ và phân phát miễn phí các thứ phúc lợi cho mọi người để khiến người dân cảm thấy đặc biệt không một bậc thầy nào cần phải vận động để kiếm tìm câu kéo lòng sùng mộ từ đệ tử một số cảm hứng ngưỡng mộ có thể đến tự nhiên tại thời điểm bắt đầu của mối quan hệ bậc thầy đệ tử nhưng làm thế nào để bạn chuyển hóa từ việc chỉ yêu thích bậc thầy sang thành lòng sùng mộ thực thụ bạn có thể bắt đầu từ việc kiểm tra động cơ của bạn hãy quên việc giúp tất cả các chúng sinh đạt được giác ngộ bạn cần phải đi theo bậc thầy bởi vì ít nhất là bạn đang tìm kiếm sự giác ngộ cho chính bản thân mình nhưng nhiều người tiếp cận bậc thầy với một động cơ không rõ ràng như vậy chúng ta biết được cảm giác chỉ có một ý định duy nhất trong tâm là như thế nào hãy nghĩ về lần cuối cùng bạn bị đói và quyết định đi đến một quán ăn bạn có thể đã chuẩn bị một cách có hệ thống từ việc lựa chọn một địa điểm tìm một phương tiện để đi đến đó đọc thực đơn gọi món ăn và ngồi ăn nhưng nhiều đệ tử lại bị thúc đẩy bởi những toan tính phức tạp mà không nhắm trực tiếp đến giác ngộ. Ví dụ động cơ của họ có thể bị chi phối bởi sự mong mỏi có được sự quan tâm không suy chuyển của đạo sư, một động cơ như vậy chỉ mang lại khổ đau. Bậc thầy tội nghiệp có 500 đệ tử thì cũng chỉ có thể quan tâm chú ý đến một số đệ tử và khó tránh khỏi là những đệ tử mà ngài không chú ý đến nhiều sẽ cảm thấy bị lừa dối, bị bỏ rơi và vô cùng bất hạnh lòng sùng mộ và nghiệp có lòng sùng mộ với đạo sư nghĩa là phải tin tưởng vào quy luật không dối gạt của nguyên nhân điều kiện và kết quả nói cách khác là quy luật về nghiệp khi chúng ta phát triển sự hiểu biết về nghiệp lòng sùng mộ sẽ đồng thời tăng trưởng thiếu sự hiểu biết về nghiệp chúng ta sẽ nhầm lẫn trong việc tin vào nghiệp và lòng sùng mộ theo hướng ngược lại một triệu chứng của việc thiếu hiểu biết về việc này là thái độ thất bại nhất cho rằng khổ đau không thể thay đổi, rằng điều đó dường như là tiền định và do đó lòng sùng mộ đối với đạo sư không còn ý nghĩa gì nữa. Tuy nhiên cách màng nghiệp vận hành ở đây là không bao giờ dối lừa. Nếu nguyên nhân điều kiện đúng đắn và kết quả được tập trung lại, thì có thể thay đổi. Ví dụ một quả trứng sống trở thành một quả trứng chín. Chúng ta chắc chắn rằng khi nào nước nhiệt độ và thời gian nấu đúng đủ kết hợp lại, thì quả trứng sống sẽ được nấu chín niềm tin của chúng ta trong cả quá trình đó, trong thí nghiệm khoa học đó, không phải là một niềm tin mù quáng. Chúng ta trải nghiệm kiểu niềm tin này một cách khá tự nhiên. Tương tự như vậy, niềm tin của chúng ta vào khả năng của Bậc Thầy trong việc dẫn dắt chúng ta đạt được giác ngộ không phải là niềm tin giả vờ. Lòng sùng mộ không có nghĩa là chúng ta mang một quả trứng sống, đặt lên đĩa và giả vờ là nó đã chín. Đó gọi là lòng sùng ngộ của một kẻ ngu ngốc cho dù chúng ta là ai hoặc chúng ta hiểu biết như thế nào cho dù chúng ta khách quan phê bình khoa học mê tín hay sùng đạo chúng ta đều luôn tin tưởng vào một điều gì đó tất cả chúng sinh loài người ngay cả những người vô thần duy lý nhất cũng tin vào một vị chúa của luận lý và logic của riêng họ họ tin tưởng vào sự đánh giá cá nhân của bản thân họ về sự thật còn gì nữa mà một chúng sinh con người thực sự có thể có nhưng phần lớn hơn trong những đức tin niềm tin lòng sùng mộ đó cho dù bạn gọi tên chúng như thế nào chính là sự vô minh vượt thoát khỏi lòng sùng mộ hợp lý và vô lý có ba loại lòng sùng mộ lòng sùng mộ hợp lý lòng sùng mộ vô lý và lòng sùng mộ vượt thoát khỏi sự hợp lý và vô lý sahara bậc thầy của đức long thọ vĩ đại định nghĩa lòng sùng mộ là sự tin tưởng vào nguyên nhân điều kiện và kết quả tin tưởng vào bản chất trò chơi và sự vận hành của nghiệp kiểu lòng sùng mộ này là lòng sùng mộ hợp lý tuy nhiên lòng sùng mộ vô lý không có cơ sở logic nó giống như bạn tin vào một đấng tối cao một vị chúa trời tồn tại thực sự hoặc tin rằng mặt trăng có thể nói chuyện với bạn hoặc một điều gì đó tồn tại bởi vì bạn không nhìn thấy nó không nghe thấy nó hoặc bởi vì nó không tồn tại trong bán cầu não của bạn hay không thể chứng minh được tất nhiên chúng ta phải tránh xa lòng sùng mộ vô lý điều này không đáng phải đề cập nhưng trong mật thừa cuối cùng chúng ta phải vượt thoát ra khỏi lòng sùng mộ hợp lý bởi vì trong mật thừa về căn bản chủ nghĩa duy lý rất hạn hẹp chủ quan và luôn luôn bắt nguồn từ giả thiết có được lòng sùng mộ vượt thoát ra khỏi sự hợp lý và vô lý là điều không thể nghĩ bàn đặc biệt ở thời đại này kỷ nguyên này khi mà chủ nghĩa duy lý được cổ suý tôn sùng và khích lệ nhưng trong kim cương thừa ngay khi lòng sùng mộ của chúng ta bị đóng khung bởi tư duy và logic hạn hẹp chúng ta sẽ luôn luôn có những thiên kiến và chúng ta sẽ dùng chính lý luận để thôi không sùng mộ công đức những phương pháp tích lũy công đức nếu việc hiện thực hóa sự giác ngộ phụ thuộc vào công đức bạn có thể tự hỏi điều gì đến trước bậc thầy hay công đức cuối cùng thì chẳng phải bậc thầy là người sẽ dạy chúng ta cách tích lũy công đức hay sao câu trả lời là có rất nhiều cách để tích lũy công đức mà không cần đến một bậc thầy để tích lũy công đức chúng ta cần nương tựa vào những công hạnh đơn giản như tử tế với người khác không lừa dối không giết hại không nói dối cùng những thực hành và hoạt động thiện hạnh khác được công nhận phổ quát chúng ta cũng có thể tích lũy công đức nhờ đi hành hương cúng giường hương và hoa đốt đèn bơ bất kỳ lúc nào chúng ta cũng có thể tích lũy công đức bằng việc giữ ước nguyện tìm kiếm một bậc thầy người sẽ hành động như một người hướng dẫn chúng ta trên con đường đến giác ngộ vì thế thay vì lãng phí thời gian với việc tiến hành tìm kiếm một bậc thầy hãy thả lỏng để đốt hương hoặc đốt đèn bơ hãy tạo ra những suy nghĩ từ bi như là ước nguyện rằng tất cả chúng sinh đều có nước sạch hoặc ước nguyện rằng những ai đang bị lạc lối sẽ tìm thấy đường đi và bạn có thể nâng cấp ước nguyện của mình với ý nghĩ ước rằng tất cả chúng sinh nhận ra sự thật ước rằng tất cả chúng sinh được tự do thoát khỏi mê mờ cuối cùng những hành động này sẽ tạo ra những điều kiện đủ để bạn gặp được đúng người công đức sẽ có đường đi của nó bạn có thể lên kế hoạch lựa chọn bậc thầy của mình một cách hợp lý sau khi đã nghiên cứu và suy ngẫm thấu triệt nhưng hãy nhớ rằng bạn có thể cuối cùng lại lựa chọn dựa trên cảm xúc và sự thôi thúc thuần khiết bạn có thể thấy rằng khi bạn có bước nhảy vọt nó xảy ra đầy cảm hứng toàn tâm toàn ý không thể kiểm soát được không cảm thấy xấu hổ đầy e thẹn táo bạo không thể kìm lại được mặt khác bạn có thể được biết đến như là một người đầy cảm xúc phi lý trí nhưng khi đến việc này bỗng nhiên bạn lại là người tỉnh táo và khắt khe nhất cho dù thế nào thậm chí bạn nghĩ rằng bạn có sự xa xỉ trong việc đưa ra quyết định thì đó không hẳn là một quyết định việc bạn cho rằng mình suy nghĩ thấu triệt để lựa chọn bậc thầy chỉ là một ảo tưởng mọi người nói những điều như thế này tôi cảm thấy một kết nối mạnh mẽ với bậc thầy như thế này như thế kia có được cảm xúc đó là điều quan trọng bởi vì với những ai đang tìm kiếm sự giác ngộ kết nối quan trọng nhất là kết nối tâm linh những cảm xúc như vậy có thể là chất xúc tác Cảm xúc của bạn hướng tới một bậc thầy có bộn ngực đầy lông, đến từ dãy núi Himalaya, có thể dẫn đến một hành trình tâm linh ý nghĩa và tuyệt vời. Nhưng cũng xin nhớ rằng, cảm xúc của chúng ta rất dễ thay đổi, và những cảm xúc mạnh mẽ không nhất thiết phải là dấu hiệu của một kết nối đạo sư đệ tử từ trong kiếp trước. Những kết nối cũng không phải là duy nhất với các bậc thầy, là những chúng sinh, chúng ta đều được kết nối với nhau theo mọi cách khác nhau, con nợ, chủ nợ, mẹ con, người đi săn, con mồi, người tình, bồ nhí, kẻ săn đầu người, nạn nhân. Vì vậy cảm xúc của bạn đối với bậc thầy có thể chỉ là kết quả của một món nợ nghiệp từ mảnh vườn sum xuê nghiệp quả mà bạn phải trả. Mặc dù như vậy, bạn cũng không nên bỏ qua. Điều quan trọng của việc lần theo bản năng của bạn sẽ được thảo luận kỹ hơn trong những chương tiếp theo. Sự vận hành của những kết nối nghiệp và công đức là vô tận và thường không thể giải thích được. Gia đình nhà Ly ở Hồng Kông đã có mối nhân duyên nghiệp quả tuyệt vời nhất là được kết nối với những bậc thầy vĩ đại nhất trong thế kỷ này. Cả gia đình đều thịnh vượng và họ được ban phước không chỉ với nguồn lực mà với ước nguyện được tiếp đón nhiều bậc thầy. Rất nhiều vị đã thường ở trong nhà của họ cả tháng trời. Cô con gái út nhà họ Ly là một người rất lý trí tỉnh táo và là một sinh viên có tư duy phản biện. Cô không xem mọi chuyện là ngẫu nhiên và đặt ra những câu hỏi thông minh nhất cho mọi người trong gia đình. Trong khi cả gia đình đón tiếp các vị Lạt ma với lòng sùng mộ theo cách truyền thống, lòng sùng mộ của cô đến từ phân tích và suy nghĩ lý luận. Các bậc thầy Phật giáo đã có thể trả lời những câu hỏi của cô theo cách cô bị thuyết phục và cảm thấy hài lòng nhưng đâu đó trên con đường cô va phải một vị thầy tự phong người tự tuyên bố rằng ông ta có chìa khóa mở vào cõi tịnh độ của đức phật a di đà vị này đã cố gắng thôi miên cô gái và bây giờ cô gái trẻ có tư duy phân tích lý tính uyên bác có trái tim lạnh lùng trở thành một kẻ su thời thật là một sự mất mát cho cô gái đã đi lạc hoàn toàn trong khi các vị đạo sư vĩ đại luôn ở ngay trong nhà cô điều này chỉ có thể là vấn đề của công đức và nghiệp quả có một bằng chứng sống khác về nghiệp quả xảy ra xung quanh tất cả chúng ta hãy xem những người phương tây không một lý do gì không vì một người nào lại trở thành phật tử chưa nói đến những phật tử mật thừa những người đang trên con đường họ lớn lên với những biểu tượng như cô bé lọ lem và chúa jesus có thể họ đi lễ nhà thờ thiên chúa giáo hoặc trường dạy hebrew tiếng do thái cổ hoặc họ có thể có cha mẹ là những người vô thần nhưng rất nhiều người trong số họ được gợi cảm hứng từ hình ảnh từ bi an bình của đức phật và có những người cảm thấy có kết nối với đức liên hoa sinh người mà có những chiếc mũ và đoàn tùy tùng không hề giống một vị tăng giản dị họ được gợi cảm hứng không chỉ bởi đức phật mà còn bởi các hiện tượng mật thừa bởi các vị bổn tôn với đầu ngựa cốc sọ người các chủng tự cùng những vị bổn tôn hợp nhất Công đức quyết định cách chúng ta cảm nhận bậc thầy. Có một loạt lý do tại sao Brasan thích ăn hành sống. Anh dường như cảm thấy run rẩy với cảm giác dâm gian đưa lên mũi. Hiện tượng sợ mùi hành băm chưa từng xảy ra với anh. Những điều kiện và kết quả như vậy không xảy ra với John. Cô luôn kiểm tra để đảm bảo rằng bánh hamburger của cô không có hành. Và hai người họ lại hợp thành một đôi. Tại sao? phải có một chất xúc tác và một loạt các nguyên nhân, điều kiện khác lôi kéo khiến cho người ghét hành và người thích hành sống cùng nhau, bỏ qua những sự khác biệt về cảm nhận của họ. Nguyên nhân và điều kiện chỉ là một cách diễn đạt khác của nghiệp. Công đức là bất kỳ hành động nghiệp nào đưa bạn đến gần hơn với sự chứng ngộ về sự thật, với tình yêu thương và lòng bi mẫn. Do vậy, công đức đóng một vai trò quan trọng trong đời sống tâm linh của chúng ta phải là nghiệp dẫn dắt người Trung Quốc tôn sùng Phật Pháp từ nhiều thế kỷ trước đây và rồi gần đây lại phá hủy Phật Pháp dưới ngọn cờ của cách mạng văn hóa và nghiệp cũng góp một tay đưa Phật giáo trở lại với Trung Quốc gần như chỉ sau một đêm vào những năm 1990. Nhưng tại nơi khai sinh của Đức Phật ở Ấn Độ, rất nhiều người Ấn thậm chí không biết đến Phật là ai, lại là do nghiệp của họ. Khi Phật giáo lần đầu đến Trung Quốc, đó là thời kỳ giao thương vĩ đại, gia vị, vải vóc, nhạc cụ, mì, niềm tin và bệnh tật đều được trao đổi qua lại. Nhưng bởi vì các điều kiện về nghiệp, đặc biệt là công đức của những Phật tử Trung Quốc, Phật giáo đã trở thành một trong những mặt hàng nhập khẩu lâu đời nhất từ Ấn Độ. Vị Phật bên trong Như Ngài Trích Mê Linh Ba đã nói, mặt trăng có đầy đủ các phẩm tánh cần thiết để hình ảnh của nó xuất hiện trên mặt hồ nước trong nếu mặt trăng không có một hình dáng hoặc vật chất và nếu nó không phản chiếu ánh sáng của mặt trời thì nó sẽ không thể xuất hiện ở mặt hồ nước trong hơn nữa phẩm tánh của nước trong là nó có thể phản chiếu khi mặt trăng và nước hai thực thể hoàn toàn khác biệt lại song hành hoàn hảo với nhau không gặp trở ngại gì sự phản chiếu của mặt trăng luôn xuất hiện dễ dàng không cần định trước Tương tự như vậy, vị Phật bên trong của chúng ta có những phẩm tánh có thể giúp Ngài thị hiện một cách dễ dàng và không định trước. Khi không còn chướng ngại, vị Phật sẽ phản chiếu tự nhiên trong mỗi chúng sinh, những người có đủ công đức. Một số chúng sinh có công đức tận hưởng sự phản chiếu vị Phật bên trong. Trong hình tướng của vị Phật lịch sử bên ngoài là Đức Phật Thích Ca Mô Ni, người đến với thế gian này từ 2.500 năm trước đây. Một số người có đủ công đức để ngắm nhìn sự phản chiếu của vị Phật bên trong qua hình tướng của một con cá lớn trong thời kỳ nạn đói. Với những người khác, đức Phật có thể là những pho tượng đá, những bức tranh, một bông sen, một khu vườn hoặc bất kỳ đối tượng vật chất nào mang lại cho chúng sinh niềm hạnh phúc tạm thời. Và những ai có công đức tối hảo nhất sẽ có khả năng nhìn thấy sự hỷ lạc bất nhị như là đức Phật quá trình liên hệ với sự phản chiếu này của đức phật bên trong được gọi là lòng sùng mộ ngay khi có một dòng suy nghĩ thì sẽ không có điểm kết thúc đối với sự phóng chiếu của luân hồi cho đến khi kết thúc luân hồi sẽ không có điểm kết thúc trên con đường ngay khi còn có con đường còn có lòng sùng mộ ngay khi còn có lòng sùng mộ còn có bậc thầy bên ngoài có những sự đảm bảo nếu bạn gặp được một bậc thầy đích thực và bạn có sự kết nối đúng đắn, thuận duyên thì việc đạt được giác ngộ là đảm bảo trong cuộc đời này. Ngay cả khi nếu bạn có một sự kết nối không thuận duyên, do làm cho bậc thầy phải phiền lòng, ví dụ như bạn làm xước chiếc xe Bentley ưa thích của ngài thì luân hồi vẫn được đảm bảo sẽ kết thúc. Nếu động cơ của bạn là đạt được giác ngộ, bạn không có nhiều thứ để mất. Trái lại, bạn có thể đạt được mọi thứ. Tình thế tiến thoái lưỡng nan của Miriam. Miriam là một phụ nữ người Anh, thông minh, uyên bác, sinh ra trong một gia đình ở vùng vịnh Ba Tư. Tôi gặp cô khi tôi đang học trường nghiên cứu văn hóa châu Phi và Phương Đông (SOAS) tại Đại học London. Cô cũng học môn so sánh tôn giáo tại SOAS và là một giảng viên về đạo Phật cùng đạo Hindu tại Đại học Bath cô rất thông thạo triết học á đông đặc biệt là logic ấn độ cổ đại và cô thấu hiểu tuyệt đối trung quán tông đôi khi cô có thể giải thích những khái niệm như tánh không và duyên khởi hay hơn bất kỳ một vị thầy tôn giáo được đào tạo bài bản nào bởi vì cô không có thái độ thiên vị khi giải thích cô giảng giải thật khoa học và có phương pháp luận miriam gặp tôi nhiều lần ngay cả khi tôi không có gì để dạy cho cô Cô không có bất kỳ câu hỏi triết học nào đối với tôi, vì cô còn biết rõ câu trả lời hơn tôi trong một số lĩnh vực. Tuy nhiên, cô thường đến dự những buổi thực hành Phật giáo của chúng tôi tại căn hộ nhỏ của tôi ở Notting Hill Gate, khoảng 10 người đến dự mỗi lần. Hầu hết là những Phật tử thuần thành, thực hành cúng dường thực phẩm và trì tụng mật chú. Bạn tôi là Yone cũng thường ở đó và với sự xấu hổ của tôi sẽ thốt ra lòng sùng mộ của cô ấy một cách không thể kiểm soát trong tiếng nấc cụt và sự co giật trước mặt Miriam. Tôi không thể không phân vân rằng một người uyên bác như vậy sẽ nghĩ gì về việc nhóm người này mang giày cho tôi và đối xử với tôi như một vị tối cao. Một ngày, Miriam nói rằng cô sẽ là người rời đi sau cùng để chúng tôi có thời gian ngồi riêng với nhau cô rõ ràng là có tâm trạng vì vậy tôi đã hỏi cô ấy có chuyện gì xảy ra nước mắt lưng tròng cô kể cho tôi nghe rằng cô muốn có được lòng sùng mộ nhưng cô không thể cô có lẽ đã có chút cảm mến đối với tôi bởi vì cả hai chúng tôi đều học chung mảng khám phá triết học nhưng chút cảm mến đó đã không biến được thành lòng sùng mộ dành cho tôi với tư cách một bậc thầy một cách tự nhiên cô rất soi xét các bậc thầy tâm linh và đặc biệt cảnh giác với bất cứ thứ gì giống với hình ảnh sùng bái vì vậy mặc dù niềm tin của cô vào triết học là chắc chắn nhưng lòng sùng mộ vẫn không khởi sinh điều thú vị thậm chí là một vài sinh viên của miriam ở bath cuối cùng đã phát khởi lòng sùng mộ qua những bài giảng của cô còn cô thì chưa bao giờ có tôi không thể khuyên nhủ cô trừ việc nói với cô rằng lòng sùng mộ không phải là một thứ mà bạn có thể phát khởi chỉ nhờ việc học hành nhưng để cô phải rơi lệ bởi vì cô thiếu lòng sùng mộ cũng là điều mà tôi chú ý chỉ riêng sự phát nguyện cũng rất mãnh liệt cảm xúc của cô về việc thiếu một thứ gì đó có thể cuối cùng sẽ dẫn đến một cuộc tìm kiếm sục sôi mặc dù bây giờ tôi không biết cô ở đâu đôi khi tôi vẫn hy vọng rằng cô chưa ngừng rơi những giọt nước mắt ấy trước khi mọi việc an bài. Cho dù bạn muốn tin rằng bạn có quyền lựa chọn bậc thầy của mình, rằng bạn có thể học được nghệ thuật lựa chọn bậc thầy, rằng bạn được thông tin đầy đủ về bậc thầy và rằng bạn có tự do cũng như khả năng để đánh giá thông tin đó thì rốt cuộc, kết nối nghiệp và công đức của bạn mới là thứ dẫn bạn đưa ra quyết định cho mình. Hầu hết các bậc thầy của tôi đều tình cờ đến với tôi, tôi chưa bao giờ có sự xa xỉ hoặc khả năng hoặc thời gian để phân tích đánh giá hay lựa chọn. Nhờ có công đức mà tôi được gặp được một vài vị thầy thành tựu nhất và tương tự như vậy, không có sự xa xỉ để phân tích hay đánh giá cũng là một sản phẩm của công đức. Đầu óc phân tích của tôi không thể tìm được thứ gì tốt hơn. Vì thế bên cạnh việc mài sắc đầu óc phân tích của mình, học cách chơi trò chơi của nghiệp là tối quan trọng những việc như cầu nguyện và cúng dường có thể giúp bạn thay đổi cuộc chơi. Trong một số trường hợp, nếu bạn có công đức đúng đắn, bạn sẽ thậm chí không cần phải tìm kiếm. Vị thầy sẽ tìm đến bạn vào thời điểm và nơi trốn không ngờ nhất. Vị thầy sẽ bất ngờ đến với bạn. Bạn là người chọn bậc thầy, vì vậy bạn là đạo sư.